Thưa quý vị, tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, lập thân lập nghiệp để khẳng định bản thân và góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Hy vọng rằng với những tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà sẽ có nhiều người trẻ tìm thấy điều kiện tương ứng để mạnh dạn khai thác, phát triển như những gì mà cô gái trẻ Trần Thị Anh Thư đã làm và thành công. Thưa quý vị, trong vài năm qua, nhiều giải chạy bộ đã và đang phát triển trên khắp cả nước với đa dạng cự ly từ vài km đến bán marathon 21 km và marathon 42 km. Tại Bình Thuận, phong trào chạy bộ đang ngày càng lớn mạnh với nhiều giải đấu diễn ra tại khắp các huyện, thị xã và thành phố. Dạ vâng ạ, với những khí hậu trong lành, nắng ấm quanh năm, nhiều cung đường đẹp và đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền chính là tiền đề để phong trào chạy bộ tiếp tục lan rộng và phát triển hơn nữa, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân, trở thành điểm nhấn thể thao để thu hút khách du lịch. Thị xã La Di, địa phương mới nhất của tỉnh vừa đăng cai tổ chức giải bán marathon vào đầu tháng 6 vừa qua. Tại đây, các hàng chục câu lạc bộ đội nhóm được thành lập và hoạt động quy củ thuộc nhiều phường xã, các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn. Họ cùng tập hợp nhau vào mỗi buổi sáng, nhất là cuối tuần, để tập luyện với cung đường chạy ven công viên Nguyễn Huệ. Với mỗi người, việc dậy sớm và tận hưởng bầu không khí trong lành là một điều thú vị, giúp nâng cao tinh thần và sức khỏe mỗi ngày. Không khác gì các địa phương khác trong tỉnh, giải bán marathon của thị xã La Di cũng được chia thành các cự ly khác nhau từ 7 đến 10 và 21 km, tùy vào khả năng sức khỏe cũng như quá trình tập luyện mà mỗi vận động viên lựa chọn cho mình phần thi phù hợp. Cung đường đua đầy gió biển cộng với tiết trời mát mẻ buổi sáng sớm chính là điều kiện phù hợp mà thị xã La Di và nhiều địa phương ven biển của Bình Thuận có lợi thế khi tổ chức các giải chạy. Đường rất là đẹp, bằng phẳng. Tuy là có ít dốc nhỏ nhưng đó là thử thách cho vận động viên rất là tuyệt vời. Rồi các trạm tiếp nước thật là chu đáo và đầy đủ để cho vận động viên có thể tiếp nước kịp thời. Lần đầu tiên tổ chức một cái giải bán marathon thị xã mở rộng với quy mô là gần 1.000 vận động viên trên 49 đơn vị đăng ký thuộc 13 tỉnh thành phố trong cả nước. Thì phải nói rằng là cái số lượng vận động viên này rất đông đảo, làm cho cái không khí sôi nổi của giải đấu là rất là lớn và nó góp phần cho cái thể thao của thị xã La Di là ngày càng phát triển. Thì trong thời gian tới thì thị xã tiếp tục sẽ duy trì cái giải này và mở rộng thêm đối với các cái tỉnh bạn để mà thứ nhất là thu hút về du lịch về cho thị xã và thứ hai nữa là nâng cao cái phong trào thể thao của thị xã trong thời gian tới. Có thể nói phong trào tập luyện môn chạy bộ, việt dã, leo núi hoặc marathon đã và đang phát triển sâu rộng tại Bình Thuận. Từ các giải phong trào cấp huyện đến các giải truyền thống được duy trì nhiều năm như giải leo núi Tà Cú, vượt đồi cát Mũi Né, đến các giải marathon bán chuyên và chuyên nghiệp gần đây giúp tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng runner ở Việt Nam. Cung đường chạy đầy thử thách tại khu du lịch Bào Trắng, cung đường ven biển Hòa Thắng Hòa Phú dần trở thành điểm đến không thể bỏ qua, là địa điểm tuyệt vời để kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với thể thao, giúp các vận động viên có cơ hội chinh phục giới hạn của bản thân trong không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ và tuyệt đẹp. Cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được chạy trên cung đường thật sự nó là đẹp nhất Việt Nam. Và chính vì cung đường này mà nó đã thu hút Long, có thể là sau giải bán thành phong đã quay về đây để chinh phục 42 cây. Tổ chức được những cái sự kiện để thu hút nhiều cái vận động viên trong và ngoài nước đến tham gia. Và từ đó chúng ta sẽ quảng bá hình ảnh vùng đất, cảnh quan và thiên nhiên cũng như là con người Bình Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước một cách tốt nhất. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, các cung đường chạy đẹp, cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu và sự quyết tâm của các cấp các ngành và địa phương, Bình Thuận đã và đang vươn lên trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của phong trào chạy bộ, là nơi hội tụ của các runner chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ giữa thể thao và du lịch tại địa phương. Thưa quý vị, trong thời gian tới, tại Bình Thuận sẽ có giải Marathon Early Bird do thành phố Phan Thiết tổ chức. Hiện tại, ban tổ chức đang tiếp nhận đăng ký của các runner. Giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 2023.